Hello, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đan mẫu khăn bàn cờ, một mẫu khăn được rất là nhiều bạn ưa thích. Mẫu khăn này có cách đan không khó và cũng rất phù hợp với các bạn mới tập đan. Bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Thì trước hết để đan được khăn này thì chúng ta sẽ cần len này, kim đan. Đây mình dùng kim đan 600mm, tát handmade và một chiếc kim khâu. Tất cả những cái nguyên liệu này đều có sẵn trong set nguyên liệu mà mình đã chuẩn bị cho các bạn. Trước tiên thì các bạn sẽ lấy len ra ha. Cách gầy mũi đan như sau. Trước tiên là các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Đưa nút thắt vào trong que đan. Sau đó chúng ta sẽ gầy mũi bằng cách tiến hành đan mũi xuống. Các bạn sẽ dùng cái đầu len dài hơn này đan mũi xuống. Vậy là chúng ta đã gầy xong hai mũi. Và kể từ mũi thứ ba trở đi thì các bạn sẽ đưa kim đan bên phải vào giữa hai mũi kế trước nó ở kim đan bên trái. Như vậy là chúng ta đã gầy xong mũi thứ tư và cứ tiếp tục lặp lại như vậy cho đến cuối. Tổng cộng đối với mẫu khăn này chúng ta sẽ cần gầy 36 mũi. Và sau khi mà đã gầy xong 36 mũi rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đan phần gấu khăn. Phần gấu khăn thì các bạn sẽ đan theo quy luật đó là hai mũi lên và hai mũi xuống. Tổng cộng chúng ta có 36 mũi. Như vậy chúng ta sẽ lặp lại 9 lần tổ hợp hai mũi lên và hai mũi xuống ha. Trước hết, mũi đầu tiên sẽ là một mũi xuống. Mũi thứ hai cũng là một mũi xuống. Tiếp theo mũi thứ ba và mũi thứ tư là hai mũi lên. Sau đó mũi thứ năm và mũi thứ sáu lại là hai mũi xuống. Mũi thứ bảy, mũi thứ tám lặp lại lại là hai mũi lên. Và các bạn cứ theo quy luật hai mũi xuống, hai mũi lên này lặp lại cho đến cuối hàng. Như vậy là chúng ta đã đan xong hàng thứ nhất. Đan xong hàng thứ nhất, các bạn lật mặt lên lại và đan tiếp lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai chúng ta cũng đan theo quy luật đó là hai mũi xuống và hai mũi lên. Tuy nhiên khác ở hàng thứ nhất thì cái mũi đầu tiên của hàng thứ hai này chúng ta sẽ nhấc xuống không đan. Mũi thứ hai chúng ta sẽ tiến hành đan xuống như bình thường. Mũi thứ ba và mũi thứ tư tiến hành đan hai mũi lên. Mũi thứ 5 và mũi thứ 6 đan hai mũi xuống. Mũi thứ 7, thứ 8 lại đan hai mũi lên và cứ tiếp tục quy luật hai mũi xuống, hai mũi lên này cho đến hết hàng. Đan xong hàng thứ 2 thì các bạn lật mặt lên lại và tiếp tục đan lên hàng thứ 3.
từ hàng thứ ba trở đi thì chúng ta sẽ lặp lại hàng thứ hai mũi đầu tiên. Mũi đầu tiên các bạn sẽ nhấc xuống không đan. Mũi thứ hai các bạn sẽ đan xuống. Mũi thứ ba và thứ tư đan hai mũi lên. Mũi thứ năm và thứ sáu đan hai mũi xuống. Và cứ tiếp tục lặp lại như vậy cho đến hết. Sau khi đã đan xong cái phần gấu khăn, ở đây mình đan tượng trưng thôi, mình đan tầm khoảng hơn 10 hàng. Thì nếu như mà bạn muốn dài hơn thì có thể đan số hàng tăng lên. Hoặc là nếu mà muốn đan cái phần gấu này ngắn lại thì các bạn bớt số hàng đi là được. Bây giờ thì chúng ta sẽ chuyển sang đan phần họa tiết. Bên này hàng đầu tiên, trước tiên thì các bạn sẽ đan cho mình 4 mũi xuống. Như thường lệ thì cái mũi đầu tiên này các bạn sẽ nhấc xuống chứ không đan. 3 mũi còn lại các bạn lần lượt đan 3 mũi xuống. Như vậy là chúng ta đã đan xong 4 mũi đầu tiên của phần họa tiết. 4 mũi tiếp theo các bạn sẽ lần lượt đan vào đây 4 mũi lên. Và 4. Đan xong 4 mũi lên, tiếp đến các bạn sẽ đan 8 mũi xuống. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Đan xong 8 mũi xuống thì tiếp tục các bạn sẽ vắt len ra trước và đan vào đây 4 mũi lên. 1 2 3 và 4. Đan xong 4 mũi lên thì các bạn lại vắt len ra sau và đan vào đây 8 mũi xuống. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Đan xong 8 mũi xuống thì các bạn sẽ tiếp tục đan lên 4 mũi lên. 1 2 3 và 4. Còn lại 4 mũi thì các bạn sẽ vắt len ra sau và đan vào đây 4 mũi xuống. Kết thúc hàng đầu tiên của phần họa tiết. 1 2 3 và 4. Đan xong hàng đầu tiên của phần họa tiết thì các bạn lật mặt lên lại và chúng ta tiếp tục đan lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai tất cả các mũi các bạn đều đan xuống. Mũi đầu tiên chúng ta nhấc xuống không đan. Tất cả các mũi còn lại các bạn đan xuống cho đến hết hàng. Và sau khi đan xong hàng thứ hai thì các bạn lật mặt lên lại và chúng ta tiếp tục đan lên hàng thứ ba của phần họa tiết. Lưu ý ở đây là hàng thứ ba, thứ năm và thứ bảy, tổng cộng 3 hàng, chúng ta sẽ lặp lại cách đan của hàng thứ nhất. Còn hàng thứ tư, các hàng thứ tư, thứ sáu và thứ tám thì chúng ta sẽ lặp lại cách đan của hàng thứ hai và các bạn sẽ lặp lại hàng thứ nhất, hàng thứ hai này tổng cộng 3 lần, từ hàng thứ ba cho đến hàng thứ tám. Trước tiên này, hàng thứ 3. Các bạn mũi đầu tiên nhấc xuống không đan. 3 mũi tiếp theo các bạn sẽ đan vào đây 3 mũi xuống. Sau đó các bạn vắt len ra trước và đan 4 mũi lên. 1 2 3 và 4. Đan xong 4 mũi lên lại vắt len ra sau và đan vào đây 8 mũi xuống. 1 2
3 4 5 6 7 và 8. Đan xong 8 mũi xuống, đan tiếp 4 mũi lên. 1 2 3 và 4. Tiếp tục lại bắt len ra sau và đan 8 mũi xuống. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Sau đó lại bắt len lên trên và đan 4 mũi lên. 1 2 3 4. Tương tự như hàng thứ nhất, còn lại 4 mũi cuối cùng thì các bạn sẽ bắt len ra sau và đan vào đây 4 mũi xuống, kết thúc hàng thứ 3 của phần họa tiết. 2 3 và 4. Đan xong hàng thứ 3 thì các bạn lật mặt lên lại và đan tiếp lên hàng thứ 4. Thì hàng thứ 4 tương tự như hàng thứ 2 thì mũi đầu tiên các bạn sẽ nhấc xuống không đan, tất cả các mũi còn lại thì các bạn sẽ đan xuống cho đến hết hàng. Trên đây là cách đan từ hàng thứ nhất đến hàng thứ 8 của phần họa tiết, và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn đã đan xong hàng thứ 8 của phần này. Và sau khi đã đan xong hàng thứ 8 của phần họa tiết thì bây giờ các bạn sẽ lật mặt lên lại và chúng ta sẽ bắt đầu đan lên hàng thứ 9 của phần họa tiết. Hàng thứ 9 chúng ta sẽ đan như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ lần lượt đan cho mình 10 mũi xuống. Như thường lệ thì mũi đầu tiên chúng ta sẽ nhấc xuống không đan. Mũi thứ 2 chúng ta sẽ đan vào đây 1 mũi xuống. 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Sau khi đã đan xong 10 mũi xuống đầu tiên thì các bạn vắt len ra trước và đan vào đây 4 mũi lên. 1 2 3 và 4. Đan xong 4 mũi lên, các bạn vắt len ra sau và đan 8 mũi xuống. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Tiếp đến, các bạn sẽ đan 4 mũi lên. 1 2 3 và 4. Trên kim đan bên trái lúc này còn lại 10 mũi. 10 mũi này các bạn sẽ đan toàn bộ 10 mũi xuống cho mình. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín và 10. Tiếp đến, các bạn lật mặt lên lại và đan tiếp lên hàng thứ 10. Hàng thứ 10 thì cũng tương tự như các hàng chẵn trước đây, mũi đầu tiên các bạn sẽ nhấc xuống không đan, tất cả các mũi còn lại thì các bạn sẽ đan bằng mũi xuống. Đan xong hàng thứ 10 thì chúng ta sẽ lật mặt lên lại và đan lên hàng thứ 11. Hàng thứ 11, 13, 15 thì tương tự như hàng thứ 9. Chúng ta cũng sẽ đan đầu tiên là 10 mũi xuống. Trước hết, mũi thứ nhất các bạn nhấc xuống không đan. Tiếp đến,
chúng ta đan các mũi xuống. 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Sau đó vắt len ra trước và đan 4 mũi lên. 1 2 3 4. Tiếp đến sẽ là 8 mũi xuống. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Tiếp tục bắt len ra trước và đan vào đây 4 mũi lên. 1 2 3 và 4. Trên kim đan bên trái lúc này cũng còn lại 10 mũi. Các bạn sẽ đan vào đây 10 mũi xuống. Kết thúc hàng thứ 11 của phần họa tiết. 2 3 4 5 6 7 8 9 và 10. Tiếp tục hàng thứ 12. Hàng thứ 12, 14 và 16 thì chúng ta cũng đan như các hàng chẵn trước đây, và cũng giống như là hàng thứ 8 chúng ta, và cũng giống như là hàng thứ 10 mà chúng ta vừa mới đan. Đó là mũi đầu tiên các bạn sẽ nhấc xuống không đan, tất cả các mũi còn lại thì các bạn sẽ đan xuống. Bạn cứ lặp lại cách đan của hàng 9 và hàng 10 này cho đến hàng thứ 16. Tất cả các hàng lẻ thì các bạn sẽ đan giống như là hàng thứ 9, còn mà tất cả các hàng chẵn thì các bạn sẽ đan giống như là hàng thứ 10. Và mình sẽ gặp lại các bạn khi mà các bạn đã đan xong hàng thứ 16 của phần họa tiết. Và sau khi đã đan xong hàng thứ 16 thì bây giờ các bạn có thể thấy là cái phần họa tiết của chúng ta nó đã nổi lên rõ ràng hơn. Và khi mà các bạn đan dài cái phần họa tiết này ra thì nó sẽ càng rõ hơn nữa. Và cái phần họa tiết của chúng ta thì các bạn sẽ chỉ cần đan lặp lại các hàng từ hàng 1 cho đến hàng 16 như trên đây mình vừa hướng dẫn là được. Đan cho đến khi đạt được cái độ dài mà các bạn mong muốn. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang đan phần gấu khăn. Và sau khi đã đan đến cái độ dài khăn mong muốn rồi thì các bạn sẽ tiến hành đan gấu khăn lần thứ hai. Cũng giống như cái phần đầu tiên ấy, phần gấu khăn đầu tiên thì gấu khăn các bạn sẽ đan 2 mũi xuống và 2 mũi lên. Tuy nhiên cái mũi xuống đầu tiên thì các bạn sẽ nhấc xuống chứ không đan. Giống như ban đầu mà các bạn đan ấy. Cứ 2 mũi xuống, 2 mũi lên, lặp lại như vậy cho đến cuối hàng và cho đến khi đạt được độ dài gấu khăn mà các bạn mong muốn. Tiếp tục chúng ta sẽ lật sang mặt còn lại và đan cho đến cái độ dài gấu khăn mà các bạn mong muốn ạ. Lưu ý là để khăn của chúng ta được cân đối và đẹp thì cái phần gấu khăn đầu tiên này các bạn đan bao nhiêu hàng thì cái phần gấu khăn lần thứ hai này các bạn cũng đan bấy nhiêu hàng. Ví dụ ở đây phần gấu khăn đầu tiên là mình đan 12 hàng đi ạ. Thì cái phần gấu khăn này mình cũng sẽ đan 12 hàng. Và sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành kết khăn. Sau khi chúng ta đã đan xong phần gấu khăn lần thứ hai, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kết khăn. Cách kết khăn cụ thể như sau. Các bạn sẽ đưa kim đan qua đồng thời hai mũi đan ngoài cùng. Đan vào đây một mũi xuống. Sau đó chuyển mũi đan từ que đan bên phải sang cái đan bên trái. Tiếp tục lặp lại bước trên. Đưa kim đan qua hai mũi ngoài cùng. Sau đó đan vào đây một mũi xuống. Chuyển mũi đan từ kim đan bên phải sang kim đan bên trái. Và lại lặp lại. Cứ như vậy cho đến cuối hàng. Khi trên đầu kim phải còn lại hai mũi đan cuối cùng thì chúng ta sẽ đan vào đây đồng thời một mũi xuống. Tương tự, chúng ta sẽ đan một mũi xuống trước. Sau đó, các bạn siết
Chúng ta có một nút thắt ở đây. Kéo sợi dây qua. Siết chặt. Sau đó, cắt đi phần len thừa không cần thiết. Tiếp đến, dùng kim khâu len để giấu đi đầu len thừa. Giấu cái đầu len thừa này vào phía trong của khăn. Phần len thừa không cần thiết, các bạn có thể cắt đi. Như vậy là trên đây mình đã vừa giới thiệu đến các bạn cách đan mẫu khăn bàn cờ. Chúc các bạn đan móc vui vẻ và có những thành phẩm thật là xinh. Và đừng quên bấm theo dõi kênh để đón xem những video hướng dẫn về đan móc tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn về đan móc kỳ sau.